Mình nắp kiểu gì chưa? Chưa đặt tránh ra. Ý lan ra đấy rồi.
Xong chưa em? Sắp rồi. Chắc là xong trước anh. Thật không? Thật. Gì mà tăng tốc thế? Anh tăng tốc. Anh tăng tốc. Gì mà tăng tốc thế? Tăng tốc. Xem ai mới là người chiến thắng nha. Chắc là bằng nhau thôi. Xem ai là người chiến thắng nha. Chiến thắng cho ăn quả chuối. Em là người chiến thắng. Dê chiến thắng. Đợi anh còn chưa xong. Xong rồi. Xa xa một tí nhé em nhé.
bạn không anh? Vâng. Không được bóng nữa mà. Chắc nó phải vàng nó mới lên đẹp. Để cây chưa vàng ấy.
Cá.